Nhưng đã sử dụng Samsung Galaxy S22 được 2 tháng rồi. Thời điểm này có quá nhiều sự lựa chọn cho các bạn nhỉ? Nhưng nếu để cho mình chọn một chiếc máy nhỏ gọn đáng mua thì đây sẽ là đề xuất đầu tiên của mình: Samsung Galaxy S22. Và lý do thì mình sẽ chia sẻ trong video này nhé. Mình đang nói về một chiếc điện thoại nhỏ gọn, cho nên thiết kế là một cái điểm mà mình thích nhất ở trên chiếc Samsung Galaxy S22. Nó vẫn đủ mạnh nhưng mà nhỏ gọn ở trong lòng bàn tay luôn, mà mình rất là dễ dàng để có thể bỏ vào túi áo khoác hoặc là túi quần. Mình thì chưa từng sử dụng chiếc Samsung Galaxy S nào trước đó cả, và đây là trải nghiệm đầu tiên của mình trên chiếc Samsung Galaxy S22 này. Điểm mà mình ấn tượng ở thiết kế của S22 chính là cái phần thiết kế phẳng ở mặt kính. Nó không bo cong mặt kính mà Samsung ốp hết cái phần mặt lưng này vào cái khung viền luôn. Phần khung máy được bo cong nhẹ cùng với form bo cong 4 góc máy. Đây cũng là lý do mà mình cầm rất là ôm tay khi mà sử dụng cái chiếc máy này luôn á. Và với S22 thì có 5 màu để mình có thể lựa chọn. Lúc trước thì mình phân vân giữa cái màu hồng và cái màu tím, nhưng mà cuối cùng thì mình quyết định chọn cái màu tím Bora đang dùng này, bởi vì nó đồng bộ với cái chiếc Watch và cái chiếc Buds mà mình đang sử dụng, dễ phối đồ, nó dễ lên outfit và cũng là một phần trong cái sự lựa chọn của mình. Máy màu gì thì cái viền máy màu đó luôn các bạn. Ví dụ như cái phiên bản màu tím mà mình có nè, thì cái viền nó sẽ mạ màu tím bóng luôn. Còn phần cụm camera thì được diamond cut ở quanh khung và ở ba ống kính, nên tổng thể thì nó sẽ cho mình một chiếc máy với hiệu ứng nhìn thật sự đẹp. Có nhiều ý kiến nói là S22 nó không quá khác biệt so với thế hệ trước, nhưng mà khi mình cầm á, mình lại thật sự rất là ấn tượng và thích kiểu thiết kế của cái chiếc máy này. Để nói về màn hình thì màn hình của S22 đối với mình nó đã quá đẹp rồi. Samsung Galaxy S22 thì nó sử dụng một màn hình kích thước là 6.1 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải Full HD Plus. Màn hình này thì ở thời điểm hiện tại nó vẫn là một trong những cái màn hình hiển thị đẹp nhất trên smartphone rồi. Mình không cần một cái màn hình 2K hay là 4K làm gì cả. Full HD trên một chiếc máy nhỏ gọn như này nó đã quá đủ đối với mình. Độ chi tiết rất là tốt, màu sắc lên no và rất là nịnh mắt nha. Mấy bạn nói màu của màn hình Samsung nó bị rực màu. Nhưng mà đó là của những năm trước rồi các bạn. Như trên chiếc Samsung Galaxy S22 mà mình đang có nè, mình có thể tùy chỉnh được màu của phần màn hình luôn, muốn trung thực hay là rực rỡ đều có cả. S22 nó sở hữu một cái màn hình rất là sáng, và nó sáng hơn rất là nhiều so với những cái chiếc máy mà trước đây mình sử dụng. Trong cái phần cài đặt màn hình á, mình cũng có thể bật thêm độ sáng và để kéo cái độ sáng nó lên mức tối đa luôn. Cái này nó sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn cho cái việc hiển thị khi mà mình sử dụng ở ngoài trời nè, đặc biệt là những lúc mình chụp hình nữa. Mình thì rất là thích tính năng bản cạnh của Samsung, khi mà nó cho mình rất là nhiều những trải nghiệm thú vị với cái tính năng này nha. Và nếu như muốn chia đôi màn hình á, mình chỉ cần kéo cái ứng dụng lên bảng ở cạnh và thả vào màn hình chính, kiểu như là vừa xem YouTube vừa lướt Facebook chẳng hạn, hoặc là mình có thể thả ứng dụng ở dạng pop-up luôn. Vì Samsung tối ưu cách sử dụng này làm cho mình thật sự rất là thích. Nó vừa tiện mà vừa hữu ích cực kỳ luôn. Và với một số ứng dụng mà nó không hỗ trợ chia màn hình á, thì mình sẽ vào phần cài đặt phòng thí nghiệm, mình hoàn toàn có thể chia đôi nó ở trên chiếc Samsung Galaxy S22 này. Nói về camera thì cụm camera trên Samsung Galaxy S22 nó đủ tốt và đủ tính năng cho nhu cầu chụp hình đẹp của một cô gái như mình rồi. Mình không cần zoom quang 10x hay là zoom xa 100x, zoom 3x quang là đã quá đủ rồi. Và với cụm camera của S22 á, nó đã đáp ứng gần như đủ tốt cho các bức ảnh của mình. Từ việc chụp cảnh với camera chính nè, hay là chụp camera góc siêu rộng hoặc là camera zoom. Cá nhân mình thích chụp chân dung 3x ở trên cái chiếc máy này. Nhìn chung thì ảnh chụp từ S22 á, từ ánh sáng nè, màu sắc, độ tương phản, chi tiết, nó đều đáp ứng cho mình tốt với cái nhu cầu cần hình của mình. Một cái tính năng mà mọi người lãng quên mà mình thấy rất là hữu ích nha, là quay video 8K. Thực ra thì mình không cần một cái video chất lượng cao như vậy đâu. Cái mình cần là mình có thể lấy được hình từ video nè, nên là thường tiên sẽ quay 8K rồi về chụp lại cái khung hình từ video. Và nếu như các bạn tìm kiếm một chiếc máy có thể hỗ trợ tốt cho công việc, thì mình hoàn toàn tự tin nói rằng Samsung Galaxy S22 tuy nhỏ nhưng mà hỗ trợ tối ưu nhất cho công việc của mình.
Đó là bởi vì có Samsung Deck, chỉ cần một cổng cáp C và màn hình, mình đã có giao diện như desktop mà không bị bó buộc bởi không gian màn hình điện thoại. Ở đây thì mình có kết nối thêm chuột Bluetooth và bàn phím để có không gian setup làm việc. Và bởi vì mình đa số làm việc trên nền tảng đám mây, cho nên là việc xem tài liệu nè, soạn kịch bản, chỉnh sửa nội dung thì Samsung Deck hoàn toàn hỗ trợ tốt cho mình. Kể cả việc giải trí với một cái màn hình lớn hơn, độ chi tiết khi mà share bằng cáp lên màn hình nó cũng rất là tốt. Gần như thì mình thường hay sử dụng Samsung Deck như thế khi ở nhà. Dĩ nhiên là nó sẽ không thể thay thế laptop được, nhưng đối với những công việc hay sử dụng trình duyệt như mình thì Samsung Deck hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình về Samsung Galaxy S22. Mình thật sự rất là ấn tượng về thiết kế, về camera cũng như là cấu hình của nó. Và nếu như mà các bạn đang muốn mua một chiếc flagship mỏng nhẹ, mình nghĩ là không nên bỏ qua chiếc Samsung Galaxy S22 này. Còn một cái điểm nữa là mức giá hiện tại của nó rất là đáng mua luôn nha. Với những cái phiên bản màu khác á, thì nó đang có mức giá bán là 20.990.000 đồng. Riêng cái phiên bản màu tím Bora như Tiên sử dụng sáng giờ thì nó có mức giá đang giảm hiện tại là 16.990.000 đồng. Có được cái mức giá giảm như vậy là bởi vì nó đang được bán độc quyền tại FPT Shop. Và khi mà các bạn mua cái chiếc Samsung Galaxy S22 phiên bản màu tím này, chúng ta còn được tặng thêm một cái đế sạc không dây nữa. Và nếu như mà các bạn yêu thích chiếc máy này thì chúng ta hãy nhanh chóng đặt mua tại FPT Shop nhé.